Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi game Just Step and Get. Ok, let's go. Thì trong hai tập trước chúng ta biết được về lý do của hành trình này, chính là có một con quỷ nó phá hoại nó phá hoại thế giới của chúng ta, nên là chúng ta sẽ cần phải đi tìm kiếm đủ 3 mảnh tam giác để có thể giải cứu lại đến nơi sống thân yêu của chúng ta. Ok, đến lúc tập trung vào game rồi. Tôi dập quá. Cũng không quá vất vả. Vừa vào đầu game được ăn tí hành là ngon lắm. Bất lực vậy. Ok, chúng ta sẽ cần phải kích hoạt thêm 2 ngôi sao nữa để có thể gọi bé trực thăng dậy. Cũng khá căng nha. Nhạc cũng khá cuốn, game cũng khá căng, nhưng vẫn thắng. Thì đến rồi chìa khóa cuối cùng nào, để mở khóa bé trực thăng. Sợ thật sự, đúng quá. Tôi thấy mẹ đánh đó.
Không có một tí máu nào nha. Yêu ơi. Không có một tí máu nào luôn. Ui, xin đấy. Xin. Ok. Xuất thần nữa. Tự nhiên lại xuất thần luôn. Ui. Ok, thì chúng ta sẽ đặt được 3 mình khóa cho để có thể mở khóa cho em chút thăng thôi. Let's go. Ui. Bé chiếc thăng cuối cùng cũng để xuống thôi. Lên. Lên. Ôi. Ôi. Đi. Ui, người bạn của chúng ta. Rồi xong. Rồi xong, tới công chuyện. Rồi. Rồi hồi mệt rồi, mệt rồi. À, bạn tôi. Trời ơi, bạn của tôi. Sẽ mệt lắm đây.
không có nói nhiều sẽ mệt lắm đây. Cái không sao không sao không sao. Ui. Mà để tôi nhầm tím mà. Ui thôi. Đi sao đi sao đi sao. Mạng cuối, mạng cuối, mạng cuối. Ok. Đã xong. Mạng cuối cùng luôn. Bạn của tôi, bạn của tôi đã cứu được bạn rồi. Tròn. Ôi, khá là căng nha.
Let's go! Nhà hồn nhiên nữa chứ. Ok. Má nhạc hay ha. Ok, ngồi ngồi lại chút này chứ. Cái gì đây? Lại cái gì đây? Ok, thì chúng ta đã giành xong người bạn của mình à. Quá là căng thẳng luôn á. Ok, let's go. Go. Ok, thì cánh cổng đầu tiên cũng đã mở ra. Nè. Ok, thì đó là tất cả những video trong ngày hôm nay. Thì rất là cảm ơn anh em đã xem cũng như là ủng hộ cho video của mình. Mình thực sự cần phải nghỉ bây giờ bởi vì là nó quá là lú ạ. Mà thực sự rất lú luôn. Ủa. Mà nó hết cả mắt ạ. Ok, thì rất là cảm ơn anh em đã xem cũng như là ủng hộ cho video của mình. Để anh thích hãy nhấn nút like và subscribe cho kênh YouTube mình. Cũng như là ủng hộ cho mình nhiều hơn trong các video tiếp theo cũng như trong các series tiếp theo. Ok, thì đã đến lúc phải chào tạm biệt và bye bye.